Không quay phim được. Dạ quay phim cho bác lên TV này nhá. Xin lỗi bác tên gì bác? Tên Toàn, Nguyễn Toàn. Bác Nguyễn Ca. Vâng. Hôm nay thưa quý vị, thưa bà con, bác Nguyễn Ca vừa chia sẻ bí quyết của người ngư dân mà không phải ở đâu cũng có, mà nó đặc sắc chỉ ở đây tại biển An Bàng của thành phố Hội An. Thưa quý vị, một trong những bài biển được biển Tân Thành sát ngay biển An Bàng, một trong những bãi biển được TripAdvisor đánh giá là bãi biển đẹp nhất của châu Á. Thì bác là người làm nghề cũng 25 năm luôn ở đây. Thì bác có một cái bí quyết vừa chia sẻ với chúng ta, đó là bắt mực hay là bẫy mực bằng một cái lờ rất là độc đáo. Lờ mực loá. Ở dụ ông Thái, ngồi ăn tấn ở mà. À, ok. Lúc dụ ông ở. Dạ. Vâng, rất là hay luôn các bạn ơi. Đây là mình đang xem trực tiếp một bác ngư dân đang chuẩn bị một cái lưới, một cái công cụ ngư cụ để bắt mực, rất là lạ lùng luôn, rất là lạ lùng đúng không bác? Dạ. Thì bác đang chuẩn bị trang trí một cái lồng để bắt mực như thế này, và sáng mai 5 giờ sáng bác sẽ ra khơi. Dạ rồi. Mời các bạn theo dõi bác làm cùng với chúng tôi nha. Bác làm được mấy năm rồi bác? 25 năm luôn rồi. Dạ, khỏe quá bác ha. Dạ. 25 năm luôn. Wow. Quý vị thấy không? 25 năm. Như quý vị bà con cũng biết là hầu như ở những nơi khác người ta là đi câu mực này, câu mực đêm này, rồi đánh bằng lưới này. Nhưng ở đây thì bác đang là chuẩn bị một cái lồng rất là độc đáo để mà bắt mực quân bờ. Dạ, quân bờ thôi. Sát bờ. Dạ, sát bờ khoảng 3 km. 3 km. 3 km này. Rồi bác đi 3 km. Bác bơi ra bác. À, đi xuống máy. Xuống máy ngồi xuống đó. À, xuống máy. Xuống máy rồi. Xuống, xuống. Rồi cầm đó, cầm dạ. Cái xuống máy đó. Đi xuống máy ra lùng. Ồ, dạ, dạ. Đó hơi tiếng rồi vô lại. Dạ. Rồi, khoảng 5 giờ sáng bác đi. 7 giờ vô. 7 giờ bác vô. À, bác đi bằng cái thúng này ra các bạn này, bà con này, đây cái thúng này, cái thúng này là cái thúng nhỏ bác đi ra đó. Dạ. Cô bác đi một mình thôi hả bác? Hai cho con, hai cha con. Ủa, nghề của hai cha con, hai cho con có vẻ như vất vả nhưng mà thú vị. Bố thì nói chung là bố thì giờ rồi bỏ máy rồi. Dạ. Để cầm cái lưới cho con kéo không? À dạ. Không để lên còn được. Dạ. Cầm cái lưới, giữ độ. Dạ đúng rồi. Kéo con kéo lên. Dạ. Con trai bác là bây giờ thanh niên sức khỏe. Để cần lưới cho con kéo cho lượng. À, thế là kéo cái này rồi cái mực nó chui vào. Ừ. Nó chui vào. À, hay quá. Thế bác ơi, trong này khoảng chứa hết khoảng bao nhiêu ký mực trong này? Có hậu vô, có lặn vô, nằm ở con, có hồng con, có hậu hương con. Ôi dạ. Không có con nào luôn. Không có con nào. Thì không. Thì không. Ô. Oh. Không có. Có hậu đầu tí, vào tí, có hậu không có, có hậu tí. Năm bảy lọn, dạ. Vô trình. Vô trình không? Vô trình. Cái hậu mà hát là một cái từ cái hậu tư 15 hơi ký. Dạ. À. Cũng có thì ngon rồi, 15 hai chục ký là ngon rồi bác ơi. Dạ. Cũng mánh á. Cũng mánh rồi. Dạ. Không, nhưng mà 15 hai chục ký là bác đi một cái này thôi à. 40 tấn, tối nay đây. À, nhiều thế. Tối nay, tối nay. Trời ơi. Một cái. Ừ. Các bạn ha, nắm chút cá luôn cái. Nắm chút cái lồng như thế này nha. Đấy. Ồ. Nắm chút cái lồng này là một buổi sáng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Yeah. Như vậy là mực là làm quanh năm hay là chỉ mùa hè thôi bác ơi? Chỉ mùa hè thôi. Mùa hè thôi. Cái là trứng bả rồi. Dạ dạ. Có thời trứng bả năm đó. Dạ. Dạ. Năm mới mùa. Dạ rồi. Nhưng mà đông không lên được. Ừ. Mà mực là mực ống hay mực lá hay mực gì bác? Là mực lá, non. Mực lá đó, hay còn gọi là mực non. Non, non mực lông đó. Dạ. Mực lá và mực non, hai thứ luôn. Hai thứ luôn. Dạ. Có thì có rồi. Là chủ yếu rất mực gì. Dạ. Cá thì nó lệnh bao con thì mình bắt con đó thôi. À, về ăn hả? Về ăn thôi. À, còn mực bán ra chợ. Dạ. Ok.
tốt quá. Dạ bác ơi, cái này là từ bác đan hay là bác mua? Mình đồ. Từ bác. Đây là đồ này là hồi ông bó. Mình đang mua, còn cây này mình mua mình dốc. Trẻ này thì mình đấy, về mình có vườn hả? Thôi. Dạ. Có vườn hả? À, là phải loài trẻ tốt đây bác ạ. Dạ, tốt, trên dò. Còn cước mình đi hồi ông luôn. Dạ đúng rồi, cước. Rồi. Rất là đơn giản đó bà con thấy không? Cái lồng này là chỉ có bao gồm dây cước và tre thôi, kéo tay xí là làm được. Ngoài ra thì có cái lưới này thì cũng đi chờ mua. Rồi bác có nói là bác sẽ ngụy trang thêm một số lá nữa. Đó, thì cũng khá là đơn giản thôi. Dạ. Thì như vậy là con mực á, nó chui vào đây nè, chui vào bằng cái đường này. Xong nó khỏi ra luôn. Ồ, dạ, 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 hay quá. Thì nhưng mà ở bên trong bác có để thức ăn gì để thu hút mực vào không? Màu. À bác treo mồi ở đây đây này. À canh màu canh thôi. Canh cái dải đó mình canh cái màu của nó. À đây. À cái dải đó canh màu đó. Đây bà con thấy cái dây này, cái dây chúng tôi đang chỉ cho bà con thấy này. Đây cái dây màu đà đây. Dây này giống bằng sơ dừa bác ạ. Dừa đúng rồi. Dạ làm bằng sơ dừa bà con. Đây. Thì bác sẽ treo mồi đây. Để nói chung là cuốn hút mực vào đó. Như vậy mới gọi là bẫy mực đúng bác. Bẫy mực bẫy rồi. Ok. Thế thì mực cái mồi thường là những cái gì ạ? À? Thường là mình bô ni lông. Đó. Bỏ bằng cái gì? Bằng ấy, bằng bông cá nhân với lại bông cá nhân. Bông. Với lại bô ni lông thôi. Bô ni lông với bông bỏ vô đây. Bông. Như vậy là mình dùng giống như là cái hình ảnh chứ đâu phải thơm của thức ăn là gì đâu, vỏ đầu tiên đâu làm giả thôi đó, chị hiểu không? Mình vỏ đầu tiên vô đâu để hắn vô là con mực nó vào nó rồi đã à, nó đã ra cái bồ đó, đã ra cái dây nó rồi mình lát cái bồ rồi dạ. Để cái trứng lẹ à, vỏ dạ. Vô đâu vỏ màu đâu rồi với lại đi qua đi lẹ thôi thu vỏ đi lên rồi không lấy được một to đây không bồ đúng không đó nhưng mà thấy chưa cái thịt đó cái thịt luôn cái đồ mà tay tay cho mồi phải bây chỗ này nãy cũng ngồi nữa này à? Ngồi xuống nghe nghe hơi xuống nghe chứ mấy cái thứ cái thật rồi mà nó đang hạt cái hạt Trung Quốc kìa Trung Quốc kìa cái gì hắn lấy cái chữ Trung Quốc về mình lột chứ mình lột không vô được Trung Quốc cái thật chữ nó cái thật màu bỏ giữa đó màu bỏ giữa màu bỏ dưới tay nữa đó rồi đầu canh cái bô không vô rồi là cái tiếng anh đã rồi mà lấy cái tiếng anh mình dùng cái bô rồi đó chịu rồi đó để xịt về đây gọi là công cụ gì hả chú à? Đây gọi là công cụ gì hả công cụ là mình lồn không phải mình lồn quá dạ đúng rồi nhưng mình lồn thôi lớn dạ. Mua lớn gì mình lồn dạ lớn on mua gì mình lồn chức năng là để làm gì hả chú hả chức năng là để làm gì chức năng để bắt mực bắt mực sống luôn hả chú hả mực sống luôn dạ dạ để về bón dạ con nghe chú nói là phải dùng mồi thả để thôi cuốn hút đâu à bộ đào là mình dùng cái bao trắng rồi dạ. Bao trắng là kiểu là cái màu quế dạ không vào rồi cái là hắn đẻ ra đó đẻ ra cái bô này đẻ ra cái cây này lại là lấy cái màu của mình ganh lẹ chiết dạ. Ra dạ đáy một cục đi cái mình chiết ra mình ngập mình cột ra cái chục cái lợi như đi à dạ à, dạ dạ đó bãi cục đi mình chiết ra dạ ngăn cỏ chụp cái lại như vậy hay quá vậy dạ mình đầu trước mình lồn không vô mình cũng lồn đây mà không vô mình không có tranh ống giữa à ống giữa đó dưới ống tay thôi là cái lại xuống nó nằm đây nó nằm đây hắn có vô rồi là hắn vô tự do bởi vì cái lại hắn đi như này nó nga thẻ nó vô rồi nó làm hắn vô mà còn mình ganh ống giữa nữa là khi lợn đứng là đó lớn lên rồi đó xuống đất đứng gì đứng gì là hắn mặn rất xuống đậu đã không qua được không rút lên được hắn cứ đi qua đi lẹ thôi nó lậu qua lậu rồi lậu qua lẹ không được lên các ông mua cái lại được mấy con không năm con luôn chúng tôi trên con tay lề xuống cột dây đó là nhả xuống cột dây cũng vô cái lờ mà có vật lấy chuồng xuống là bắt đầu cái lấy dây dây nó một cục dài luôn vô cổ quọt nhưng mình bỏ cái bỏ lên quọt cái này cũng quá đúng rồi bỏ hình tí
Vô hơi bằng con ấy. 20 kg luôn rồi chứ. Wow. Thôi cái mực mà mình vô mình bỏ lên mà mình ngu mình bỏ là còn thích. Mà dùng cái thật là mình lên riêng nó là. Nên là đây. Nó đỏ vô mình lẹ. Lấy dài mình túa, túa, mình già mình quýnh. Nó còn mình già, mình dài vô. Rồi bắt đầu cái hơi mình bỏ lên. Mình bỏ lên rồi. Không giòn con, không gọt. Hả, nó gọt ra là mất hết. Nó gọt một chỗ là mất hết. Mình xếp được chứ, mình xếp được. À, mình bông ra mình xếp lại, mình cắt, mình cửa. À dạ. À, mà còn mình lồm là mình bông ra đi ra, chứ mình ăn bỏ xuống. Mình đem vô lên ra là mình xếp lại. TV. TV mà tên đi. Tên là Khám Phá Việt Nam TV. Không có được mình không được vậy? Dạ, là à, như vậy có tên, có tên nữa chứ. Cháu tên Hữu. À, đi, mới có cái tên Hữu rồi, nói cho, mà mới có cái tên Hữu. Giỏi như tướng Vĩ, chứ nói thường là mỗi tướng Vĩ rồi, cái nói thường là có tướng Vĩ. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, chính xác các bác. Ừ. À, bữa đây bác chia sẻ cái này hay quá, mà bác có thể nói thêm cho cháu biết là bác đem mực về là bác tự đi bán hay là vợ của bác đi bán ở chợ? Đây là... 4 nhà hồn luôn anh này, tới căng. À, tức là mực này ngon cho nên là tới nhà hàng cứ ngon. Hồn chưa dịch là tới hồn căng hết. Ồ, hồn kinh cua tới hồn căng hết, hồn dạng trước hết, đẹp cả trước hết. Dạ, hồn đẹp hết. Ờ, dạ. Hồn đẹp cho để từng tí rồi nữa, tí rồi đẹp hết. Dạ, đúng rồi. Cái là mình tới mình bỏ cho họ. Dạ, họ biết là bác làm cứ ngon quá. Chúc mừng bác nha, chúc mừng bác có cái mũi làm ăn quá tuyệt vời. Dạ. Hồi nào mà cháu vào buổi sáng bác cho cháu đi ra cháu tập tành đi ra cháu tập làm 5 giờ bốc đi. Dạ dễ rồi, 5 giờ cháu đi. 5 giờ ra đây là đi gặp rồi đi ra chơi luôn. Ờ dạ, ù 5 giờ cũng sớm. 5 giờ sớm. 5 giờ sớm. Nhưng mà không sao, về sớm tí chạy vào đây rồi kịp. Dạ. Ra chơi luôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Không quay phim được. Dạ quay phim cho bác lên TV này nha. Thì hiện tại là bác đang chuẩn bị công tác, chuẩn bị cho cái việc đi biển vào ngày mai này. À 5 giờ thì bác đang trang trí một xíu lên vào cái lơ một lá này để ngày mai bác sẽ ra khơi cùng với con trai của bác. Dạ. 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 Cháu thay mặt kênh Discover Việt Nam xin cảm ơn bác Nguyễn Ca và chúc bác Nguyễn Ca hàng ngày là mưu sinh trên biển là dồi dào sức khỏe này, được mua mực rồi phong phú để mà đáp ứng cái nguồn cung cho các cái nhà hàng quanh đây. Và ngoài ra có thêm một vài con tả cá, con tôm. Dạ. Cháu cũng chúc bác với con trai là vượt qua những con sóng đều đặn mỗi buổi ngày nhé. Và khi nào cháu vào thì cháu cùng đi với bác ca. Dạ. Cùng cháu chúc bốt rồi thì bốt chúc lợi hết cháu. Dạ dạ. Cứ mang là mình khỏe hạnh phúc. Dạ vâng. Và vượt qua cái sự mà khó khăn để là đi lòm đi với kết trong chương trình cho. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, bác tâm lý quá, bác hiểu rất là cái mùa này khó khăn trong mùa Covid. Mùa Covid thưa bà con, mùa Covid thì bác ca đây rất là hiểu. Bác ca chúc cho chúng ta, kể cả chủ kênh cũng như là các bạn khán giả đang xem sức khỏe và sớm vượt qua cái đại dịch Covid này. Nếu như bà con của bác yêu thương thì xin hãy like, chia sẻ và đăng ký cho cái kênh nghe, cũng như hit bấm vào cái chuông màu đỏ để được thông báo những cái video thú vị độc đáo của kênh Discover Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Và chúng ta hãy cùng chúc cho cả nhà sức khỏe, bà con cũng như bác ca đi sức khỏe mỗi ngày nha. Xin cảm ơn cha. Dạ. Như vậy là tụi cháu cũng chào bác ca nhé. Tụi cháu chào các rồi. Dạ. Thank you.